Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng việc hủy bỏ Thế vận hội Tokyo năm nay vẫn là một lựa chọn nếu cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 trở nên quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, Ủy ban tổ chức Olympic cho biết họ không có kế hoạch hủy bỏ sự kiện năm nay. Những lo ngại khiến chúng tôi xác định rằng với tư cách là ban tổ chức, chúng tôi phải chuẩn bị ưu tiên hàng đầu về an toàn và an ninh. Do đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp triệt để giúp mọi người tin rằng Thế vận hội Tokyo vẫn được diễn ra ổn thỏa. Ngày 15 tháng 4, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận 729 ca mắc mới bệnh COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 4 tháng 2. Các chuyên gia y tế cho rằng Nhật Bản đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ tư.